Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác một cái chiếc xe đạp đua carbon toàn phần Chopit Paris. Đấy, cái thằng Chopit thì nó có hai cái mã, một là Chopit Milan thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, còn là hai là cái mã Chopit Paris. Thì thằng Paris bao giờ nó cũng trang bị cấu hình tốt hơn thằng Milan. Thằng Paris, Chopit Paris. Thì con này trang bị cấu hình là full khung carbon và full group Ultegra và cặp vành là cặp vành hàng hiệu full cum. Đấy, cặp vành full cum các bác nhá. Toàn là hàng hiệu không. Yên San Macro. Yên San Macro là yên Ý. Đấy, bây giờ em sẽ vào quay chi tiết cho các bác xem. Đây. Thằng khung đây. Sơn thì nó có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Và rất nhỏ nhỏ đây. Nhỏ lý do không tránh khỏi. Khung thì nó bự hơn, để mà nói về cái độ bự to ấy. Nó to hơn khung Chopit Milan. Còn to mà nó không dẹp như Chopit Milan. Còn con này là Chopit Paris. Chopit Paris. Càng đây các bạn. Xe được trang bị bộ bánh là full cum, bánh full cum các bác nhé, bánh hàng hiệu đấy. Cối đổ lên em, đè Ultegra, gạt đĩa Ultegra, đùi đĩa Ultegra, cùng phanh trước sau Ultegra và tay lắc Ultegra. Yên San Macro, yên Ý, yên này ngồi không phải nói những cái yên mà như kiểu dành cho Ý những cái vận động viên này thôi thì êm tuyệt đối rồi. Đấy. Ngồi 1 lít. Bây giờ sẽ vào đo sai đứng với sai ngang và kiểm tra cái bộ phận chuyển động của xe. Đặt đây. Và sai sai đứng các bác nhá. Từ tâm thực đạp này lên khóa cậu yên là sai 48, sai 48 là đóng ngang là sai 51, sai 51 các bác nhá, đứng 48, ngang 51. Xe này là dành cho các bác cao khoảng 1m65, 1m75 đi là phù hợp, 1m65 đến 1m75. Vâng. Một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Bây giờ em sẽ vào chi tiết chuyển số cho các bác nhé. Xe được trang bị lip 11 tầng Ultegra. Đấy, chuyển số rất là mượt mà các bác nhé. Phát nào lên phát đấy. Dòng này là dòng gọi là đỉnh gần nhất của dòng xe đua rồi, Ultegra. Đây căng nắp của hãng. Xuống đĩa lên đĩa này. Đấy. Đùi Ultegra 53 39 răng, tức là đùi này 39 răng, còn đùi trong đĩa ngoài là 53 răng, còn đĩa trong là 39 răng. Đạp có tốc độ cực kỳ luôn, lên đĩa. Xuống đĩa này. Nói chung là êm mượt. Ultegra nếu chuyển số là ngon rồi.
vành bi vòng, ối lổ phun cung hàng hiệu, vành phun cung các bác nhé, phun phun carbon yên san macro, và trang bị bộ chuyển động là phun ultegra cả phụ phanh cả đùi đĩa hết các thứ gạt. Và xe có giá rất tốt, bên em nó là 21 triệu 800, 21 triệu 800 bao ship tận nhà cho các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Và ngoài ra các bác nhớ đăng ký kênh cũng ấn chuông để theo dõi các cái xe mới nhất em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.